chia sẻ anh em, những anh em nào mua cái súng dung bên mình cung cấp nhá. Anh em nào mua súng dung này mà nhà chưa có điều kiện sắm máy ra vào lốp thì anh em có thể dùng cái súng dung này để ép cái mép lốp này xuống này, để anh em móc ra cho dễ này. Rất là nhạt, mình sẽ test cho anh em xem nhá. Trước tiên anh em tháo cái hơi ra. Dùng súng này anh em điều chỉnh lực hết cỡ, điều chỉnh số to nhất cho mình, số 3. Anh em nhỉ, ấn cho bài phát lên là xuống nhất thì nó nhàn nhiều. Đối với anh em không có máy móc lốp thì ấn cái này xuống rất là khổ. Để dùng chính súng này ấn xuống à, dùng chặt à, ấn 3 điểm. Rất là nhàn luôn. Ok. Ok anh em nhé.